Xin kính chào quý bà con và các bạn đồng nghiệp nuôi ong trên mọi miền Tổ quốc. Để trở lại với kênh YouTube của kỹ thuật nuôi ong Linh Phương. Hôm nay là thứ bảy, 16 tháng 9 dương lịch. Tôi xin làm một cái video có một cái chủ đề: tại sao thời điểm này chúa tơ phối giống không về, nhất là những con chúa mà nối ngôi, hay tôi gọi là con chúa kế ngôi, hay là chúa thay thế, rất hay bị mất trong cái giai đoạn thời gian này. Đấy. Ngoài cái việc mất do chuồn chuồn, mất do ong rừng, rồi chim chóc, đấy, thì chuồn chuồn thì thời điểm này cũng không có mấy đâu, cũng không có chuồn chuồn ngô. Giai đoạn tháng 6, giai đoạn tháng 7 dương lịch, còn giai đoạn tháng 9 dương lịch này rồi, thời điểm này thì không còn chuồn chuồn, không có chuồn chuồn, rất han hữu. Thứ hai là ong rừng nó không thể bắt chúa được đâu. Ong rừng nó chỉ le ve dưới nó bắt quân, chứ đổ trong rừng bắt chúa là cũng không phải. Rồi chim chóc cũng không có đâu. Chim chóc thì thường thường là những con én thì thường thường nó hay bắt ở trên rời, nhưng bây giờ không có chim én nó không bắt đâu, không có đâu. Đấy thì ba cái loại trên ta loại trừ. Còn một lý do mất chúa mà nữa, trong cái thời điểm này mọi người chúng ta đều không ai biết, không ai biết, chưa ít rất ít người biết mất chúa trong cái đại đoàn này. À, thì tí nữa tôi sẽ chia sẻ với lại mọi người được biết là mất chúa tại sao trong cái giai đoạn này hay mất, nhất là chúa nối ngôi và chúa kế ngôi. Thế còn bây giờ thì tôi cũng tạm thời mời bà con chúng ta cũng ra trại ong để ngó cho cái thời tiết và một số cái điều mà chúng ta cũng cần phải chia sẻ. Đấy. Thì sau khi về thì tôi sẽ lại chia sẻ với bà con là tại sao mất chúa hay mất chúa nhất cái giai đoạn này, mà chúa kế ngôi và chúa nối ngôi trong cái giai đoạn tháng đầu tháng 9 và cuối tháng 8 rồi nhé. Vâng, chúng ta đã ra trại tí đã nhé. Vâng, như vậy là xin chào mọi người nhé. Tôi đã ra đến trại ong rồi để kiểm tra xem cái sự làm việc của ngày hôm nay thế nào. Ngoài trời thì vẫn đang mưa túc tắc rồi nhá, mà cả một trại ong đi làm rất thưa thớt là do thời tiết mưa. Mưa không những mưa mà là có cả không khí hơi lạnh. Đấy, cho nên là ong rừng cũng không đến phá nữa. Ong rừng đến thời điểm này trời mưa lạnh hôm nay cũng không thấy ong rừng. Mọi hôm thời tiết ấm áp thì nó vo ve, nó đến rất nhiều, nhưng riêng ngày hôm nay thì lại không thấy ong rừng. Đấy, không thấy ong rừng. Đây, đây, đây là cái đàn 76, đây đàn ba cầu 76 rất đông, nhưng mà nó đi làm rất thưa thớt, có thể đếm được từng con một. Đây ạ. Không như vậy hôm. Đấy, đàn nào cũng thế hết. Đàn nào ba cầu cũng đi làm rất là thưa thớt như thế này. Đấy, bây giờ lại có con về đấy ạ. Đấy, bây giờ có con đang phấn về đấy. Ta xem thử trong đàn nhé. Ta xem thử trong đàn. Xem dày mưa xong nguồn mật thế nào. Tôi thì cái trại một là tôi chưa cho ăn tí nào cả. Nhưng mà xem mà mưa như thế này là miền núi cũng như mình đồng bằng chúng ta phải cho ăn rồi đấy nhá. Tôi xem để tôi tính là cái là phải cho ăn đấy. Chúng ta xem này. Như đàn này về nước đường thì từ năm ngoái đến năm nay thì chưa ăn. Chưa cho ăn. Đây vẫn còn cái mật rừng đây. Đấy. Như thế này mà qua một đợt mưa này là ta phải bổ sung rồi nhá. Ta phải bổ sung rồi đấy. Như những cái đàn này chạy một đợt chưa ăn cho ăn một lần nước đường nào, chưa có đầu tư. Nhưng mà mưa như thế này là chúng ta không được chủ quan. Không chủ quan mà phải qua đợt mưa là phải cho ăn rồi. Miền núi bây giờ nó bắt đầu phải bổ sung được. Chúng ta không để nó khô cuối cùng nhé, không để khô quá thì mai tạnh là phải bổ sung ngay nước đường. Chúng ta không bổ sung vào là nó sẽ, khi mà không bổ sung kịp thời, mùa này mùa mát rồi lạnh, thế nên là ta phải lúc nào cũng phải cho ăn vít nắp. Giờ không thể dựa vào thiên nhiên được rồi. Đấy, tôi vừa kiểm tra cái đàn số 76 này.
đàn 80, đàn nào cũng thế. Ba cầu lúc bắt đầu bây giờ mật bắt đầu giảm sút rồi. Không dựa vào thiên nhiên ở lúc này nữa rồi. Đây ạ. Đây. Tình cảm con đi về. Còn đây là cánh đồng ngô bao la bát ngát, nhưng mà ngô bây giờ cũng vô vị rồi. Báo cáo với được quý bà con và các bạn đồng nghiệp với nhau là ngô đang nở rất rất nhiều, đang phơi màu đấy, nhưng mà do thời tiết xấu thế này vô tác dụng rồi. Không giải quyết thì cho đàn ong nữa rồi. Đấy. Đấy cho nên là quý bà con trong cái giai đoạn này mà những bạn nào đã chót xây cầu rồi thì mà nó không xây thì phải rút ra trong cái thời tiết xấu này. Vâng, ta sẽ về để chia sẻ với nhau về về chuối đi ra phối đợt này tại sao không về nhá, để chia sẻ với bà con. Vâng, thế là chúng ta vừa mới ra trại ong về. Đây, thế thì đã được biết do là mưa nguồn phấn rất là có nhiều, thế nhưng mà ong cũng không lấy được, mật tự nhiên thì cũng đã bị giảm sút rồi. Đấy, cho nên là nắng lên là tôi phải có một cái quyết định là vẫn phải bổ sung trở lại. Đấy, nếu không bổ sung trở lại mà mưa nhiều thì mùa này là cũng rất hao mật. Đấy, phải bổ sung trở lại. Mà nếu như không bổ sung trở lại để nhằm mục đích là tránh sâu ăn sáp, nếu bánh tổ mà khô là sâu ăn sáp sẽ tấn công. Đấy. Còn nếu bây giờ tôi đang duy trì ở thế ba cầu, mà nếu như không có ý định chia đàn, không có ý định chia đàn, thì tôi sẽ rút bớt đi một cầu, rút bớt đi một cầu, kể cả là cầu chưa đến nỗi rút nhưng vẫn phải rút bớt đi một cầu. Đấy. Để cho nó về hai thôi, cho thật đông đặc lên. Thì tháng 10 xây thêm một cầu nữa, chỉ có 2-3 hôm là nó xây xong một cầu nữa. Và nó, Chúa sẽ đẻ ngay một cầu mới, vì vụ này Chúa rất thích đẻ cầu mới. Đấy. Để cho nó làm cái gì? Để nhằm mục đích để thay đổi cái thể chất trong một đàn ong. Nó có cầu mới thì ong thích đẻ vào đó, thì ong duy trì và nó sẽ phát triển mạnh và tốt hơn. Còn bây giờ mà ai đã xây cầu rồi mà đến 3-4 cầu thì đầu tư rất là nhiều, đầu tư rất là lớn tiền, mà không đầu tư tiếp thì đàn ong lúc đó sụt thì lại sụt rất nhanh. Đấy. Cái còn nếu những người mà đã nêu xây rõ ràng thì lại cũng cần phải rút ra trở về cái vị trí bên ngoài cạnh cái ván ngăn. Đấy. Trong cái lúc mưa mưa này, thời tiết này. Đấy. Thế còn bây giờ những người mà có bây giờ mà còn để những 4-5 cầu cũ mà mật thì còn nhiều, mà quân thì lèo tèo thì đông ong ấy thì không ra gì đâu. Thế phải nói thẳng như thế, kể cả miền núi, kể cả miền xuôi, bây giờ mà ong còn đang nhiều cầu mà cầu cũ mà mật trông thì nhiều, mà chúng ta không rút cầu đi để mà xây cầu mới để thay đổi cái thể chất trong cái đàn ong đi, thì có nhiều cầu trắng nước mà ít quân cũng bằng vứt hết, không ăn thua. Đấy. Vâng, thế thì ta lại quay trở lại với con chúa kế ngôi nhé. Tôi lại quay trở lại con chúa kế ngôi thì tôi đã nói là tại sao cái vụ này nó lại nguy cơ, nó lại hay mất như vậy. Thì ta bỏ qua cái vấn đề là lý do do thiên địch, do chim chóc, do chuồn chuồn này. Thì ta bỏ qua cái giai đoạn, bỏ qua một cái đối tượng về vấn đề thiên địch, về chim chóc hay chuồn chuồn đi. Bây giờ như tôi nói là nó cũng hạn chế, nó không hạn chế, nó không có chuồn chuồn, mà nó không có chim chóc đâu. Đấy. Thì ta sẽ chú ý nhất là cái việc này này. Ta chú ý là cái việc mà trong thời gian này là cái giai đoạn mà ong được không có. Ong được không có, mà có chăng nữa thì là có những con ong được già, nó hết khả năng giao phối rồi. Ong được già là hết khả năng giao phối rồi. Dù Chúa có bay ra, có phóng thích chất hormone, gọi mời cũng không bay ra được, nó không giao phối được, hết khả năng rồi. Như ta bảo là trên bảo, như các cụ bảo là trên bảo dưới không nghe rồi. Có gọi mời mấy chăng nữa nhưng mà cũng không thể bay ra mà ra ngoài mà thực hiện cái cuộc giao phối với Chúa Tơ được. Là nếu như tồn tại được cái ong được già. Đấy nhá. Thế còn khi Chúa bay ra, khi Chúa đã bay ra để đi giao phối, thường thường nó phóng nó lên cái chất không gian trên trời, nó phóng thích chất pheromone để gọi mời ong đực đến cái điểm hội tụ trên trời đó, điểm hội tụ mà thường xuyên là ong đực lên đấy điểm hội tụ, nhưng bây giờ ong đực không có điểm hội tụ đó. Đấy. Thì nó lại cứ phải bay lòng vòng, nó bay lòng vòng để tìm ong đực.
nhưng mà không có được. Thế thì mỗi một chuyến bay là đi giao phối là thường thường là 30 phút mà không tìm theo được, mà không có được, không phối được thì nó đi về được tổ, thì ngày hôm sau nó lại tiếp tục nó đi đi tìm cuộc giao phối thứ hai, và cứ tiếp diễn như thế. À, thế thì nó đi vài ba lần như vậy mà vẫn không phối giống được, thì Chúa sẽ lại tiếp tục ra và đi bay xa hơn để gọi mời, vẫn cứ phóng thích chất pheromone gọi mời ông đực, nhưng mà ông đực vẫn không có, thì nó lại cứ phải bay xa hơn để tìm, bay xa hơn để tìm, thế là nó không về được tổ nữa, là nó mất do lý do là không 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 phối giống được. Mà đã không phối giống được thì nó cũng không về tổ nữa đấy, bởi vì nó không phối giống được, nó không về tổ, nó biết rằng không phối giống được, không không phối giống được mà về tổ thì nó chả giải quyết được cái gì cho cái đàn ông cả, trên nó cũng tự giác nó cũng không về đâu đấy. Đấy là một vấn đề lý do Chúa không về là do không phối giống ông được nhé. Hơn nữa là những cái đàn Chúa kế ngôi, đàn Chúa kế ngôi này thường thường cũng hay bắt Chúa với lý do thế này: Chúa kế ngôi ngoài cái việc và không tìm theo được để phối giống, thì Chúa kế ngôi khi bay ra lên không trung thì trong đàn ông nó vẫn còn con chúa cũ, nó vẫn còn một con chúa cũ, cho nên những cái con ông thợ sau Chúa đi phá rối thì sau 20 phút sau, thì nếu như cái đàn mà không có chúa cũ thì thường thường là nó mất hơi Chúa rồi, thì thường thường là nó sẽ ra ngoài cửa tổ để phóng thích một chất nô sô pha. Con ông thợ nó có một chất phóng thích nô sô pha, phóng lên trên không trung để con chúa đi phối giống có tín hiệu và về tổ. Nhưng đấy là những cái đàn chia nhé, nhưng cái đàn đây là đàn kế ngôi thì chúa cũ nó vẫn có, chúa cũ nó vẫn có, cho nên là cái việc hạn chế của ông thợ ra để phóng thích nô sô pha thì lại không có nữa đấy, cho nên con chúa cuối ngôi thì lại không biết được mà về nữa, cho nên là cái lý do mất chúa rất nhiều là do lý do như thế. Vâng, video đến đây là kết thúc. Cũng chia sẻ với một bà con và quý và các bạn anh em đồng nghiệp chúng ta cũng biết được lý do mà nhiều người chưa biết ông mất Chúa, ông Chúa đi 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 bị mất. Đấy. Vâng, video đây là ông kết thúc. Xin chào quý bà con và các bạn núi ông trên mọi miền Tổ quốc, và thấy hay thì chúng ta chia sẻ và đăng ký kênh và bình luận nhé. Vâng, xin chào.